áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em học sinh lớp 3. Ở video ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em một chủ đề mới. Chủ đề mang tên nghề em yêu thích. Vậy thì đến với tuần học đầu tiên, tuần 17 của chủ đề này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về một vài nghề nghiệp trong cuộc sống. Từ đó, em sẽ khám phá ra được nghề mà em yêu thích, cũng như xác định được đức tính của nghề này. Sau đây, mời các em cùng bước vào phần bài tập. Bước vào bài tập 1 với bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 38 với yêu cầu đó là viết các thông tin về nghề em yêu thích vào phiếu dưới đây. Trong phiếu thì có các nội dung mà em phải điền như sau. Tên nghề nghiệp là gì? Các công việc cụ thể là như thế nào? Dụng cụ, trang phục đặc trưng của nghề là ra sao? Một số đức tính của nghề là gì? Và lý do vì sao em thích nghề đó? Cô gợi ý các em trả lời như sau. Tên nghề em yêu thích đó là nghề bác sĩ, y tá. Các công việc cụ thể như là khám bệnh, tư vấn, chăm sóc hỗ trợ người bệnh và bán thuốc. Dụng cụ, trang phục đặc trưng của nghề là ống nghe, nhịp tim, áo dài trắng blue, mũ trắng, khẩu trang, găng tay trắng. Một số đức tính của nghề là yêu thương người bệnh, nhẹ nhàng và tận tình. Lý do em thích nghề đó là bởi vì em được cứu người, chữa bệnh cho những ai bị ốm. Không còn ai sẽ phải đau buồn vì bệnh tật nữa. Đến bài tập 2 của bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 39, thì em hãy vẽ sơ đồ, tư duy về những đức tính cần có của nghề mà em yêu thích. Các em biết không, với đặc thù công việc khác nhau, cho nên mỗi nghề cũng có những đức tính khác nhau. Vậy thì các em hãy chia sẻ với cô về đức tính đặc biệt của ngành nghề mà em yêu thích, để cô xem em hiểu về nghề và có ước mơ về nghề là như thế nào. Cô gợi ý đáp án cho các em như sau. Đức tính cần có của nghề bác sĩ đó là nhẹ nhàng và ân cần, có trách nhiệm, có kỷ luật và hết lòng yêu thương bệnh nhân. Bước sang bài tập 3 với bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 39, thì các em hãy viết một đoạn văn về nghề em yêu thích theo gợi ý. Gợi ý đầu tiên là các em phải giới thiệu được một vài nét về nghề em yêu thích. Sau đó là nêu một số đức tính cần có của nghề. Và cuối cùng là em hãy bày tỏ ước mơ về nghề mà em yêu thích đó nhé. Các em có thể viết đoạn văn như sau. Trở thành phi công là nghề em yêu thích. Được bay lượn và lái cả tàu bay đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Là phi công cần phải có đức tính trung thực và trách nhiệm. Đồng thời, người phi công phải có năng lực, hiểu biết rõ ràng về công việc lái tàu bay. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để mai này được trở thành chú phi công bay lượn trên bầu trời xanh ngắt. Vậy là bài học tuần này đến đây là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong bài học tuần sau. Khóa học về danh, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.